Bạn là một người có niềm đam mê ca hát và bạn thường hát mọi lúc mọi nơi và để đáp ứng nhu cầu của bạn. Thì hôm nay H Channel sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới mà H Nam Mobile đang kinh doanh với một cái mức giá mình thấy rất là hợp lý và có thể nói là không có tin nổi. Thì bạn sẽ có được một cái phụ kiện mà mình thấy nó rất là tốt, đó chính là chiếc Micro Mini. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cũng như là hướng dẫn các bạn để sử dụng thiết bị này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái micro được thiết kế nguyên khối, một cái màu bạc rất là sang trọng. Thì cái micro này của mình là để dùng để các bạn có thể karaoke, có thể karaoke một cách trực tiếp và có thể phát một cách trực tiếp để đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Chúng ta sẽ có một cái jack như thế này. Mình jack này thì để mình cắm vào đây để kết nối. Jack còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào cái lo. Và điều đặc biệt là các bạn nhớ chuẩn bị một cái lo mini. Đây, cắm vào đây. Ok. Tiếp theo, chắc chắn là một cái thiết bị không thể thiếu, đó chính là một cái smartphone để các bạn có thể kết nối. Và một điểm nữa đó là chiếc smartphone của bạn thì phải tải một phần mềm được mang tên là Aikara. Sau đó các bạn qua đây. Bắt đầu. Và hôm nay thì mình sẽ thử ca một ca khúc. Alo 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 1 2 3 4. Sau đó mình sẽ chọn một cái những cái ca khúc mà các bạn thích, các bạn bấm vào hát. Rất là đơn giản đúng không? Alo alo 1 2 3 4. Các bạn như vậy nha. Mình hát thì rất là dở. Alo, các bạn có nghe rõ cái âm thanh không ạ? Âm thanh của mình thấy thì rất là chất, rất là trong và rất là rõ. Và hôm nay mình sẽ tặng các bạn một ca khúc, các bạn tên là Vợ Người Ta. Ca khúc rất là hot. Các bạn chuẩn bị nha. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian về đêm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Mới vừa đáng thở luôn. Ok, vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Thiết bị này hiện tại đang bán ở H Nam Mobile với giá là 80.000 đồng. Và nếu những bạn nào quan tâm thì có thể đến cửa hàng H Nam Mobile để các bạn trải nghiệm và cũng như là để mua cho mình một sản phẩm rất rẻ. Chỉ với 80.000 đồng thì các bạn có thể trải nghiệm, đó là các bạn có thể hát karaoke một cách thỏa thích và cũng có thể là hát karaoke cùng với bạn bè của mình. Các bạn có thắc mắc gì thêm về chiếc micro mini này thì xin mời comment bên dưới video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.